dài 8 tháng phẩm thứ 6, lúc đó Đức Phật phóng ra đăng những bước tia sáng lớn xoay khắp tất cả quả nước chư Phật vào bà đài đúng rằng tất cả đời rồng quỷ thần lắng nghe hôm nay ta rao bày rao bày ta người nghe rao bày những sự của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới không thể nghĩ bàn để cùng được tất cả tuổi khổ chúng sanh. Sau khi ta dẹp đổ thời các hàng Bồ Tát là sĩ các ông nên sử dụng nhiều phương pháp để giữ gìn kinh này làm cho tất cả chúng sanh được thoát khỏi cảnh vui nước, được thoát tội khổ mà những cảnh vui nước bàn khổ quả thơ thịnh. Nói lời xong trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phụ Quảng chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: nay con được Đức Thế Tôn người khen hóa thần không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát của mong Đức Như Lai, trong mong Đức Như Lai vì tất cả chúng sanh trong đời sau mà nói những nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm đất cho người cùng trời, làm cho trời đồng bạc hồ và chúng sanh trong đời sau tỉnh vấn lời Phật dạy. Đức Phật bảo ngài Phụ Quảng Bồ Tát cùng trong tự chúng rằng: lắng nghe ta sẽ bị các ông hành họ sơ lược phước đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát làm đất cho người cùng trời. Ngài Phụ Quảng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin tham muộn nghe. Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo ngài Phụ Quảng Bồ Tát rằng: trong đời sau nếu có người thiền nam thiền nữ nào nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà chấp tay người khen đảnh lễ hoặc luyện một thời người đó quả quả tổ phụ trong 30 kiếp. Là vì điều này Phụ Quảng Bồ Tát, trong đời sau nếu có người thiền nam thiền nữ nào vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một lần chiếm ngưỡng một lần đảnh lễ thời người này 100 lần sinh lấy cúng trời đáo lợi không bao giờ bị đọa vào ác đạo được. Hoặc lúc ví dụ ngài kia vượt trời đại mà sinh xuống nhân gian cũng là một vị quốc vương không hề mất sự lời lớn khỏi nữ thân, như có người được nào nhàn chán tính gãy hết lòng cùng dường các tường phệ Phật của ngài Địa Tạng Bồ Tát các tường của bần đức đã kéo xuống đồng sắc ngày ngày dính qua ăn uống ý phục cẩm lụa rừng phát tiền bạc vật bảo cũng dường như thế mà không thôi. Người đó sau khi mạng thân gãy hiện đời trong tám nghìn kiếp không thọ vào quả nữa, có người nào còn là thọ thân gãy trừ khi các người thọ thân gãy để cụ đồ chúng sanh nương nơi cửa cũng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát và sức công đức trong tám nghìn kiếp không thọ vào thân người được là nữa. Thân xinh đẹp là điều này Phụ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nữ nào nhằm giảm thân gã xấu xí bình tật đối trước tường của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà kiếm ngược định lệ chừng trong thải bữa ăn thời người đó trong nghìn đoàn kiếp được phát sống và thân xinh đẹp không có bình tật. Người được xấu xí đó nếu như không nhằm giảm thân gã trong trăm nghìn mốt đời được làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi dùng vợ nhà quán lợn có làm con gái là trường giả có tượng màu đóng trang xinh đẹp do nhờ lòng chỉ thành kiếm ngược định lệ ngài Địa Tạng Bồ Tát mà được phước như thế. Sáu quỷ thần phổ biệt là vị nữ này Phụ Quảng Bồ Tát trong đời sau như có người thiền nam thiền nữ nào đối trước ngưỡng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà trội các vị nhạc chống ngang người khánh cũng dường tiểu mạo một người cho đến nhiều người những người đó ở hiện tại đã được các quỷ thần ngày đến thường xuyên phổ biệt không để gặp việc gì thấy ta của người là tiểu những ta vào bất ngờ bản thân chế mất tội là vị nữ này Phụ Quảng Bồ Tát trong đời sau như có người ác hoặc ác thần quỷ nào thể cả thiền nam người thiền nữ cũng kính quý y người khen cũng dường chiếm ngưỡng định lệ hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vòng khấn chế là không có công đức hoặc là không có lợi ích rồi là nhắm răng ra cười hoặc là chế sau lưng hoặc là chế trước mặt hoặc là khuyến người bạn người cùng chết hoặc là khuyến bạn một người cùng chết hoặc là khuyến bạn nhiều người cùng chết dựng đến sánh lòng chế ba trong từng một niệm những người như thế sau khi một nghìn đức phật hiền kiếp nhập diệp đã rồi vẫn còn ở mãi trong một các vị chịu khổ rất nặng quá quả hiền kiếp này mới được thọ thân vào ngạ quỷ một nghìn kiếp nữa bị thọ thân vào súc sanh rồi một nghìn kiếp sau mới thọ thân vào làm người dù làm người nhưng ở hàng bần cùng hà tầng thực nguyện điều sức bị nghiệp ác làm buộc không bao lâu là đọa vào ác đạo nữa. Này Phụ Quảng, khinh chế người khác cũng dường mà mắc tội nặng như thế cũng được là từ mình sinh khinh chế ác điểm mà sinh vô tạo nghiệp. Này Phụ Tám tiêu tiêu trưởng lại điều này Phụ Quảng Bồ Tát trong đời sau như có người nam người nào lòng đã ổn nhập mãi đến giường của cầu sống muốn chịu cũng được trong giấc chiêm bao thấy quỷ thần hoặc là thấy người thân thích trong nhà hoặc là thì bị vấn đề hoặc đi trên đường nguy hiểm hoặc là thì thấy quỷ thần cũng đi nhận đấy tại quá trăm trải qua việc để bình lao mình bài trong giấc ngủ kéo rào thế tại quá năm tháng nhận để bình lao mình bài trong giấc ngủ kéo rào thế phạm sầu khổ đó là do nhân nghiệp đó yếu lượng là khinh thích chồng nên người đó khó chịu hoặc khó lành mắc thầm tục của người nam người đó không biết rõ việc đó nên có thể đổi được cái Phật Bồ Tát mà tùng có tiện tùng thứ này một liệt hoặc là nhận mọc ước tiện một người bệnh như ý phục nhà cửa ruộng vườn đổi được người bệnh mà lỡ tiện sự nói rằng chúng tôi đến đó họ đó nay vì người bệnh đổi được tính tưởng đám vật cũng dường hoặc đào thường Phật hoặc xây dựng chùa tháp hoặc là mua chậm đèn dầu thức cũng hoặc là cũng vào bộ thường trụ cứ lỡ tiện lớn như vậy ba lần cho người bệnh ngay biết giả sự thần thức của người bệnh đó là giúp thời cứ một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày trước đến bảy ngày cứ lỡ tiện sợ lớn như vậy và lỡ tiện tốt thế này người đó sau khi mạng chúng dầu từ trước đó có vài đến năm tuổi vô giá cũng được phát khỏi hẳn thọ sanh đầu ở đâu cũng nhờ việc đời trước của người là người thiền nam từ được từ mình biết chặt kinh này hoặc bọn người khác biết chặt hoặc từ mình đắp vẽ hình tượng Bồ Tát hoặc bọn người khác vẽ đắp người đó sau khi thằng bỏ bỏ đóng nhiều lời lớn này Phụ Quảng mình Bồ Tát
trong đời sống như có người thiền nam thì đời nào đọc tụng kinh này, hoặc có người khen kinh này, hoặc có lòng cung kính kinh, thời ông luôn dùng trong niềm phương diệu kiện mọi người đó tạo lòng siêu năng gửi đồng tổ tích, thời có thể được niềm công đức không thể bị bàn ở hiện tại vị lai. Chính siêu đường vô minh là điều này phụ quả Bồ Tát trong đời sống. Như cửa người nào trong như ngủ hay kiếm bao mà thấy quỷ thần, hoặc là các hình thù là lồng hoặc buồn bã hoặc rầu rì, hoặc là khóc lóc hoặc than thở hoặc hại hùng hoặc sợ sệt, đó là do cha mẹ anh em chị em vợ chồng thân nguyện người đọc trong một đời người đời trong đời người đời bị đòi và ác đạo chứ được phạt phải không biết trong mong mà thiệt lực nào để phụ vợ khổ nạn nên mới bị bắt vào để người có tình cuộc chục đời trước khổ làm phương tiện gì để thoát khỏi nỗi khổ nạn phạt hại ác đạo này phụ quả ông nên dùng sức oai thần kiện hàng quyền thuộc đó đối được kiếp Phật Bồ Tát mà có tiện tụng mà tụng tính là chỉ tâm tụng tính là một biển hoặc thân người khác đọc số ba biển hoặc mà biển những người mắc trong ác đạo kia những người thân tuyển mắc trong ác đạo kia khi nghe đủ số này biển xong sẽ được giải tỏa công chức vụ không thể mới hiện về được. Mười khỏi nô lệ là vì điều này phụ quả Bồ Tát trong đời sống như có người hà tiền hoặc tờ ra tờ gái những người không được quyền tự do rõ nhất nghiệp trước rồi trước cần phải sẵn hồi đó nhưng người đó khi nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát thấy tìm Địa Tạng Bồ Tát rồi trong bảy ngày niệm danh hiệu ngày Địa Tạng Bồ Tát một đúng biển những người đó sau khi mạng thân hạ tiền đời trong tâm niệm kiếp được tạo sống vào bậc tôn vị không bao giờ bị đọa vào những khổ đã bạc đỏ vì một sinh con dưỡng nuôi là điều này phụ quả Bồ Tát về trong khổ sống này trong cả hàng sáu đại lời trường dạng bà la môn tất cả hàng người tất cả dòng họ những tộc khác nếu có người mới sinh không ngừng là con trai hay con gái rồi trong bảy ngày vì điều trẻ đó mà tùng kính này kính một ngày này một biển hoặc là thịnh người khác đọc số ba biển hoặc là nhờ trong hoặc trong bảy ngày niệm danh hiệu ngày Địa Tạng Bồ Tát và cũng vì đứa trẻ đó mà niềm danh hiệu ngài Địa Tạng Bồ Tát được bốn miếng được thể đứa trẻ mới thời sinh ra đó dù đời trước đó nó có về làm chi cũng được ăn uống dễ nuôi là được thêm sống lâu còn nếu đứa trẻ đó nếu nước phước lực mà thọ sanh nó sẽ được ăn vui hơn và sống lâu hơn 12 ngày thập ra tụng kinh được phước lại vì đứa này phụ quả Bồ Tát có một tháng những ngày 1/8/14/18/3/4/8/9/30 vì ngày đến đây là mọi ngày kết nghiệp tội là nặng hay nhẹ nhất cử động niệm chúng sanh trong quả giới của đề không chỉ là chẳng phải tội của nơi là những kẻ buông lung sanh bằng trộm cắp tà đánh trong đội về đời sau như có người nam người nữ nào đổi trong 10 ngày đến đây có thể đổi được kiếp Phật Bồ Tát các vị hiền thánh đọc tụng kinh này một biển thời chỗ người đó trong bộ hướng đông tây nam bắc trong khoảng 150 tuần không thể xảy ra việc tai nạn còn chính nhà cự người đó trong 5 ngày gặp phải ác đạo trong 10 ngày đến đây nếu có thể tụng kinh này một biển thời có thể làm cho những người trong nhà có người mình tới bất ngờ rồi ám mặt cái dịch này phụ quản vì thế việc rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát có tấm nhìn có ức quá thần làm để tụng sanh như thế chúng sanh quả nhiên của đề có nhân duyên rất lớn với ngài Địa Tạng đại sĩ để chúng sanh nào thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát nghe đến người Địa Tạng Bồ Tát hoặc nghe ba chữ hoặc năm chữ trong kinh này hoặc là một lời kệ một cuốn kinh thời người đó được sự an vui lạ thường trong đời hiện tại trong trong đời vị lai được tạo sống ở bậc tấn quỷ tinh thần xinh đẹp 13 danh hiệu kinh khi nghe đức Phật tuyên bài lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát đại sĩ xong ngài phụ quản Bồ Tát vì xuống chấp tay đặt cùng đức Phật rằng và đức Thế Tôn dù từ lâu có là biết vì đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể bị bằng như thế rồi sau con muốn tất cả những sanh hiểu rõ nên con mới hỏi đức Như Lai vâng con cũng cung tận kính lời Phật dạy bạch đức Thế Tôn kinh này có tên là gì và đừng có lưu bộ như thế nào đức Phật bảo ngài phụ quản Bồ Tát rằng kinh này có ba danh hiệu một là Địa Tạng Bộ Nguyện Kinh hoặc là Địa Tạng Bộ Hành Kinh đấy là tên thứ hai hoặc là Địa Tạng Bộ Thể Lực Kinh đấy là tên thứ ba do từ kiếp lâu xa ngài Địa Tạng Bồ Tát phát nguyện rộng lớn làm lợi chúng sanh như thế nên cả ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền pháp kinh này ngay như Phật dạy xong ngài phụ quản Bồ Tát tin chịu chấp tay lời Phật mà lui ra Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So ha.